Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VW Channel. Sáng hôm nay, B-Network đã chính thức cập nhật một tính năng mới vào trong phần menu của app B-Network. Đó là tính năng Support Portal, có nghĩa là cổng thông tin hỗ trợ. Thì mình muốn chia sẻ một ít về cái cổng thông tin hỗ trợ này cho các bạn. Đó là cái cổng thông tin hỗ trợ này đã có từ cách đây rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì đến bây giờ người ta mới cập nhật lên cho chúng ta biết. Vậy thì cái cổng thông tin hỗ trợ này có gì? Thì các bạn nào muốn vào thì hãy vào menu của trong app B-Network và nhấn và tìm kiếm phần Support Portal như thế này. Và các bạn nhấn vào thì sẽ link ra một cái đường trang web như thế này. Ngày ở đây người ta có ghi là chào mừng bạn đến với cổng tìm kiếm hỗ trợ mạng bi và các trang wiki cộng đồng. Bên trong cổng tìm kiếm tại đây, bạn có thể nhập câu hỏi của mình vào thanh tìm kiếm. Thanh này sẽ giới thiệu các trang wiki do cộng đồng tạo, có thể giúp trả lời câu hỏi của bạn. Thì nếu bạn muốn biết, các bạn có thể nhấn vào phần đi đến wiki cộng đồng, bấm vào đây. Và nhấp vào danh mục bên dưới để gửi email cho chúng tôi. Thì các bạn có thể có các cái hình thức đề xuất ở đây. Thì mình muốn chia sẻ những hình thức đề xuất này nè. Là các bạn sẽ, nếu như có những cái đề xuất liên quan đến bốn phần như là KYC, xác minh tài khoản, cài đặt tài khoản và trợ giúp, thì các bạn có thể gửi email qua đây. Có nghĩa là các bạn có thể thông qua email để gửi đến những cái ý kiến, câu hỏi hoặc là những cái ý tưởng của mình thông qua đây. Vậy thì từng mục là gì? Trước tiên là về KYC nha. Thì KYC thì mình muốn chia sẻ luôn cho các bạn, đó là cái mục này không phải là cái mục mà các bạn sẽ xin KYC, nhưng nó liên quan đến những vấn đề KYC. Thì mình sẽ đọc nè. Nếu bạn muốn KYC, vui lòng kiên nhẫn và đợi thêm, khe mở. Vì lý do bảo mật, vui lòng không gửi cho chúng tôi email kèm theo chứng minh thư của bạn. Không có quy trình lựa chọn thủ công hoặc danh sách chờ đợi. Biểu mẫu này dành cho những người tiên phong có vị trí đã cố gắng hoàn thành quy trình đăng ký và muốn báo cáo các vấn đề với quy trình này. Nếu bạn có mối quan tâm khác về KYC, bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để biết thêm thông tin chung về KYC. Vui lòng đọc trang KYC của Wiki cộng đồng tại đây. Đấy. Thì ở đây nếu như bạn có những cái điều mối quan tâm phía dưới này, thì bạn có thể liên lạc với đội ngũ Bika Team thông qua cách gửi biểu mẫu như thế này. Họ sẽ nhận được và họ phản hồi, chứ không có cái hình thức là bạn sẽ xin xuất KYC sớm hơn người khác ở trong này. Bởi vì ở đây người ta cũng nói rất rõ rồi, không có quy trình lựa chọn thủ công hoặc là danh sách chờ đợi này. Đấy. Cho nên người ta sẽ làm tự động hết. Thì có 3 mối quan tâm của bạn mà bạn có thể, bạn xem thử bạn có hay không liên quan KYC nha. Thứ nhất là tôi đã nhận được KYC và cố gắng hoàn tất quá trình đăng ký nhưng có một vấn đề. Hoặc là mối quan tâm thứ hai là tôi muốn đề xuất một giải pháp KYC thay thế. Có nghĩa bạn có ý tưởng thì bạn có thể ghi vào đây. Nhắc là cái phần mô tả vấn đề này, bạn ghi vào đây. Thứ ba là mối quan tâm khác về KYC. Thì nếu bạn muốn điền thì bạn điền tên người dùng bi này, tên user bạn ấy, tên cái lúc bạn mới thành lập ấy, hay còn gọi là cái mã mời của bạn. Ví dụ mã mời của mình điền ở đây. Quốc gia mà truy cập thì mình ghi là Việt Nam. Kiểu điện thoại là bạn ghi iPhone. Như mình dùng iPhone ghi iPhone, và mình dùng iOS. Phần mềm cụ thể ví dụ như bạn kiểm tra xem iOS 10 mấy, mình làm iOS 15 chấm mấy đó. Ví dụ như bạn có những cái đề xuất giải pháp liên quan đến KYC thay thế thì bạn ghi cái mô tả vấn đề mình vào đây. Rồi bạn ghi xong, nếu như bạn có hình ảnh thì bạn có thể tải hình ảnh lên đây. Cái phần tải hình ảnh là không bắt buộc. Và sau đó bạn ghi cái email của mình thì họ sẽ, khi mà họ phản hồi, họ sẽ gửi cái email của họ qua đây. Đấy, và sau đó bạn nhắn vào gửi là xong. Đó thứ nhất là về vấn đề KYC nha. Vấn đề thứ hai là xác minh tài khoản trong yêu cầu email. Thì ở phần xác minh tài khoản này bạn cũng điền tương tự. Nói chung là đa số nó nói về việc mà các bạn sẽ báo cáo lỗi liên quan đến tài khoản. Thì có những cái sự cố liên quan tài khoản như sau. Thứ nhất là sự cố về số điện thoại. Thứ hai là sự cố về Facebook. Và thứ ba là sự cố liên quan đến email. Thì có hai loại sự cố cụ thể liên quan đến ba cái phần này. Đó là thứ nhất, bạn không thể thêm số điện thoại này. Hoặc là thứ hai là một người dùng đã tồn tại với tài khoản Facebook này. Bạn có thể nhập, và những cái phần nhập tiếp theo nó cũng tương tự thôi. Bạn chọn kiểu điện thoại của bạn là iPhone, Samsung gì đó. Bạn chọn hệ điều hành của mình là Android hay là iOS. Bạn chọn phần mềm cụ thể.
Đấy, thì những bạn nào mà không xác minh được số điện thoại này, nếu bạn gặp sự cố khi xác minh số điện thoại của mình, vui lòng cung cấp số điện thoại bao gồm mã quốc gia. Ví dụ như chúng ta mã quốc gia bao nhiêu? Cộng 84 đúng không? Rồi, và bạn nhập số điện thoại của mình vào. Ví dụ như vậy. Và người ta sẽ giải quyết vấn đề của mình. Đấy, thì bạn nhắn vào đây là số điện thoại này, phương pháp số điện thoại. Ok, vậy thì dành cho những bạn nào mà không xác minh được số điện thoại hoặc là email thì các bạn có thể nhập vào đây để xác minh số điện thoại và email của mình nha. Bạn gửi sự cố đến đây và họ sẽ giải quyết vấn đề cho bạn. Tiếp theo là phần thứ ba là phần cài đặt tài khoản. Cái này mình phải đọc kỹ cho các bạn nè. Đó là không thể thực hiện thay đổi tài khoản qua email hoặc biểu mẫu yêu cầu này. Vì chúng tôi không có cách nào để xác minh an toàn yêu cầu đến từ chủ tài khoản chính hãng, hay nói cách khác, chúng tôi không thể xử lý yêu cầu thay đổi tên này hoặc tên người dùng là user, hoặc là số điện thoại, hoặc là mật khẩu của bạn. Tuy nhiên thì trong tương lai thì nhóm Bico Team hy vọng sẽ phát triển các tính năng trong ứng dụng để thực hiện các thay đổi tài khoản một cách an toàn. Xin lưu ý rằng tên trong hồ sơ là biệt hiệu hoặc tên thông thường, chứ không phải họ tên bạn nhập trong quá trình đăng ký hoặc giai đoạn thay đổi tên. Như vậy thì trong tương lai thì Bico Team người ta hy vọng sẽ phát triển thêm cái tính năng thay đổi số điện thoại và tên người dùng. Còn hiện tại thì chưa nha các bạn, cho nên là những bạn nào mà muốn đổi số điện thoại khi mà sai, hoặc là muốn đổi tên người dùng là user thì các bạn phải đợi. Bởi vì có một cái lý do như thế này, đó là hiện tại ta chưa phát triển cái ứng dụng hoặc là những cái yêu cầu để xem xét bạn chính là cái người thật và muốn đổi cái số điện thoại của mình. Bởi vì việc đổi số điện thoại nó rất là quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến việc mà nó cung cấp mật khẩu của bạn, nếu như bạn quay mật khẩu. Cho nên tránh cái trường hợp nhiều kẻ gian lợi dụng lấy tài khoản người khác để đổi thành số điện thoại của họ, thì họ phải có những cái yêu cầu khắt khe nào đó. Nhưng hiện tại thì họ chưa phát triển cái phần đó, cho nên các bạn nào muốn đổi thì chờ nha. Thì ở đây nó cũng có phần tên người dùng nè, đặt mình ở đất nước nào, và ước tính ngày tạo tài khoản của bạn. Thì bạn ước tính theo kiểu tháng thôi, hoặc là nếu không thì năm thôi. Ví dụ như là mình đào tầm tháng 8 năm 2020 thì bạn điền vào đây. Tiếp theo là bạn dùng hệ điều hành nào, Android hay iOS. Thì ở đây ấy, có phần này, đưa tôi vào danh sách email để được thông báo khi có tính năng này. Thì nếu như là có những cái tính năng như là đổi tên này, thay đổi tên người dùng là user này, thay đổi số điện thoại này, đổi mật khẩu này, xóa tài khoản hoặc báo cáo tài khoản trùng lập, thì các bạn có thể tích vào đây. Và sau đó là bạn nhập cái email của mình. Rồi, thì sau này nếu như có những cái tính năng này thì đội ngũ Bico Team và biến thuật người ta sẽ trực tiếp thông báo với các bạn qua cái email này. Thì các bạn có thể sử dụng tính năng này để sau này những bạn nào muốn thay đổi số điện thoại của mình, thì nếu như cái tính năng đó cập nhật thì bạn có thể biết được, để các bạn có thể theo dõi và thay đổi số điện thoại phù hợp. Còn nếu như bạn có những cái yêu cầu hoặc là những cái sự cố khác trong B-Network và không phải là trong 3 mục như là KYC, xác minh tài khoản hoặc là cài đặt tài khoản, thì các bạn có thể nhắn vào B trợ giúp. Thì khi nhắn vào B trợ giúp thì bạn có thể điền tên người dùng, nếu không thì không cần điền cũng được, nhưng mà bạn bắt buộc phải điền email để sau này người ta phản hồi tới thì sẽ phản hồi tới cái email của bạn. Bạn chọn cái chủ đề mà bạn đang quan tâm, ví dụ bạn muốn mở thêm cuộc thi hoặc là mở thêm cuộc thi hackathon, hoặc là bạn muốn thêm, hoặc là đi làm thêm sàn để trao đổi, thì các bạn có thể ghi vào đây và bạn ghi phần mô tả của mình. Tốt nhất là nên ghi tiếng Anh nha. Ok, và sau đó bạn để email của mình và các bạn nhắn gửi là được. Thì nó đơn giản là như vậy thôi. Thì cái cổng thông tin này nó giúp hỗ trợ cho các bạn những cái sự cố. Thì ngoài tất cả bốn cái phần hình thức đề xuất này ra, có một cái phần cũng rất là quan trọng nữa. Thì cái phần này nó cụ thể hơn, đó là phần cần nêu ra một yêu cầu thì liên hệ với chúng tôi. Các bạn có thể nhắn vào đây, có rất nhiều yêu cầu và hỏi là họ có thể giúp gì cho bạn. Đó là có phần ví và trình duyệt này, không thể tạo tài khoản mới này, sự cố khi đăng nhập này, cài đặt tài khoản này, xác minh tài khoản, vòng tròn an ninh hay gọi vòng tròn bảo mật, nhóm kiếm tiền, mã mời, các vấn đề phòng trò chuyện, câu hỏi khai thác và cân bằng, báo cáo lỗi, báo cáo lừa đảo, nút, nền tảng ứng dụng, yêu cầu tính năng, KYC và bị trợ giúp. Thì mình sẽ chia sẻ dần dần những cái này nhanh thôi. Ví dụ như các bạn có những sự cố liên quan đến ví và trình duyệt, bạn nhắn vào đây thì có những cái sự cố liên quan này bạn có thể báo cáo. Bạn cũng ghi tên người dùng, kiểu điện thoại như vậy. Và bạn có thể ghi những cái sự cố, ví dụ như là tôi có thể nhận nhưng không gửi được test B test,
hoặc là khi tôi muốn mở trình duyệt Bee Browser từ bên trong ứng dụng Bee, liên kết sẽ mở trong trình duyệt mặc định trên điện thoại của tôi. Thì bạn có những cái vấn đề nào thì bạn cất vào đây và bạn điền email của mình. Thì hoặc là vấn đề mà về sự cố đăng nhập hoặc quên mật khẩu thì bạn vẫn có thể vào đây để bạn báo cáo được. Nhưng nhớ là cố gắng ghi tên người dùng của mình luôn. Các phương thức xác minh, ví dụ bạn xác minh số điện thoại này, Facebook, email, chưa xác minh hoặc là không thể nhớ. Nhìn thường nó rơi vào những trường hợp ví dụ là bạn chưa thể xác minh được số điện thoại do nhiều lý do thì bạn nhấn vào đây. Nhớ mật khẩu hay không thì bạn nhớ là không. Đấy, thì bạn điền số điện thoại mà bạn đã liên kết. Kiểu điện thoại là ví dụ iPhone, Android bao nhiêu đó. Có thể ở đây có những cái phần mà nó cụ thể hơn, ví dụ là vòng tròn bảo mật này. Thì đây bạn có liên quan gì liên quan đến phần tròn bảo mật thì bạn có thể ghi vào đây. Bạn có thể mô tả vấn đề ở đây này. Đó, thì mình chỉ sơ như vậy thôi, các bạn muốn xem thì các bạn vào cụ thể xem. Thì mình làm sơ vậy thôi cho các bạn xem, còn những bạn nào muốn xem cụ thể có thể vào đây và xem. Ok, và đó là gần như là toàn bộ những cái gì liên quan đến phần ứng dụng mới được cập nhập bên trong Bee Network. Ứng dụng Support Portal thì mặc dù ứng dụng này đã ra đời rất là lâu rồi nhưng bây giờ người ta mới cập nhập lên trên phần menu app chính mạng của app Bee Network. Ok, hy vọng là cái chia sẻ này có ích với bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.